Design Lab is a creative space that brings together students and guest speakers, such as designers, illustrators, artists, art directors, and many other professionals from art, design, and business industry to share ideas, knowledge, skills, and work. Our goal is to provide a dynamic and stimulating environment to inspire and motivate students to go further and achieve their full potential. Với mục tiêu mang lại cho các bạn sinh viên những kiến thức thực tế, trải nghiệm, lắng nghe, chia sẻ của các chuyên gia đang làm công việc sáng tạo trong và ngoài nước, chúng tôi muốn tạo cơ hội cho các bạn đến gần hơn với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Tôi nghĩ điều này rất là quan trọng đối với các bạn sau khi các bạn ra trường. Và trong hai chương trình đầu tiên, DataLab đã mời được 4 vị khách mời, The Managing Director chị Michael Nguyen và Art Director Minh Hoài đến từ Golden Communication Group, Commercial Photographer anh Eric Huân, và đặc biệt anh đã thực hiện một buổi chụp hình trực tiếp ngay tại chương trình với sự tham gia của các bạn sinh viên. Và cuối cùng là VJ Hải Yến, người làm video visual effect rất giỏi và có gu tại Việt Nam hiện nay. Ngoài chuỗi talk show thì trong mùa hè năm nay, DataLab còn tổ chức summer workshop cho các bạn sinh viên với những cái chủ đề về thiết kế nằm ngoài chương trình học đang được các bạn rất là quan tâm, đồng thời cũng sẽ nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành của mình khi được học với giáo viên nước ngoài.